chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Điểm tin nổi bật trong tuần do Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Hớn Quản thực hiện, được phát trên trang thông tin điện tử của huyện. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 8 tháng 3 năm 2017, Hội Bảo trợ Người Tàn tật, Trẻ Mồ Côi và Bệnh nhân nghèo huyện Hớn Quản tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng lần thứ hai nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Bà Nguyễn Thị Liên, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ tỉnh, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã tham dự. Theo báo cáo tại hội nghị trong năm 2016, Hội Bảo trợ Người Tàn tật, Trẻ Mồ Côi và Bệnh nhân nghèo huyện đã phối hợp với các ban ngành, các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện, vận động 1.100 phần quà, 18 chiếc xe đạp, 4 suất học bổng, mổ mắt cho 8 em học sinh bị sụp mí, lé mắt có hoàn cảnh khó khăn, xây mới 15 căn nhà tình thương, tình nghĩa, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 500 lượt người nghèo, với tổng trị giá hơn 2,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội Bảo trợ phối hợp với chi hội Trung tâm Y tế huyện vận động mạnh thường quân nấu ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo điều trị tại Trung tâm Y tế huyện được 2.125 suất. Kế thừa kết quả đó, năm 2017, Hội phấn đấu vận động thêm trên 500 phần quà Tết cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 2018, xây mới 15-17 căn nhà tình thương, tặng 20-30 chiếc xe lăn xe lắc cho người khuyết tật, vận động trao tặng từ 30-40 suất học bổng, 10-15 chiếc xe đạp cho các em học sinh sinh viên nghèo. Dịp này 6 tập thể 12 cá nhân được Hội Bảo trợ Người Tàn tật, Trẻ Mồ Côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2016. Thưa quý vị, sáng ngày 14 tháng 3 năm 2017, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị phối hợp với Hội Nông dân huyện đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2017. Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Hoàng Lâm, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, các đồng chí là lãnh đạo các ban xây dựng đảng, cùng hơn 120 học viên là cán bộ Hội Nông dân cơ sở trên địa bàn huyện. Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 3, các học viên sẽ được truyền đạt và nghiên cứu một số nội dung như lý luận chính trị chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng dẫn chung quy trình vận động quản lý quỹ hỗ trợ nông dân, nghiệp vụ vay vốn, quản lý tài chính và vận động nguồn vốn cho Hội Nông dân cấp xã, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nông nghiệp nông thôn và bảo vệ tài nguyên môi trường bền vững. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các cán bộ hội viên nông dân nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối quan điểm của Đảng về sự nghiệp phát triển phong trào nông dân, nâng cao nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò và nhiệm vụ của tổ chức hội nông dân, đồng thời tạo điều kiện cho các cán bộ hội viên gặp gỡ, giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực tiễn. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 15 tháng 3 năm 2017, Liên đội Trường Trung học Cơ sở Phước An, huyện Hớn Quản tổ chức Ngày hội Thiếu Nhi Khỏe với sự tham gia của gần 400 thiếu nhi đến từ Liên đội Trường Trung học Cơ sở Phước An. Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy, anh Mạc Đình Huấn, Phó Bí thư tỉnh đoàn đã tham dự. Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực như lễ diễu hành theo nghi thức hội, gắn với sinh hoạt truyền thống chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng diễn hát múa sân trường, thi công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên, gồm các chuyên hiệu nghi thức đội, an toàn giao thông, vận động viên nhỏ tuổi, nghệ sĩ nhỏ tuổi và khéo tay hay làm. Ngày hội đã tạo sân chơi lành mạnh để các em thiếu nhi được giao lưu, tích cực tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo trong các hoạt động đội và phong trào thiếu nhi trong các liên đội.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 16 tháng 3 năm 2017, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hớn Quản tổ chức lễ bổ nhiệm chủ trì niệm Phật đường Tân Hưng, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, Hòa thượng Thích Nhuận Thanh, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước, ông Hồ Thanh Sơn, trưởng phòng an ninh xã hội Công an tỉnh, ông Lê Hoàng Lâm, bí thư huyện ủy Hớn Quản, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện, xã và các tăng ni Phật tử trong và ngoài tỉnh đã về tham dự. Trong năm qua, niệm Phật đường Tân Hưng huyện Hớn Quản đã không ngừng được củng cố phát triển về mọi mặt, thực hiện hòa hợp, đoàn kết, thống nhất phát huy tinh thần gắn bó với dân tộc, luôn là một tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống mới. Tại buổi lễ bổ nhiệm niệm Phật đường Tân Hưng, Hòa thượng Thích Nhuận Thanh, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước, đã trao quyết định bổ nhiệm trụ trì niệm Phật đường Tân Hưng cho sư cô Thích Nữ Hạnh Mỹ, thế danh Võ Thị Kim Liên, sinh năm 1974, thường trú tại ấp 5, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Dâng lời phát nguyện nhận lãnh trọng trách, xin phát nguyện dùng tâm nguyện cũng như kiến thức đã học được, phục vụ giáo hội, phụng sự chánh pháp, hướng dẫn tín đồ tại địa phương đi đúng với tinh thần hiến chương giáo hội và pháp luật nhà nước. Tại lễ bổ nhiệm, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, huyện Hớn Quản, các ban ngành và các tăng ni Phật tử trong và ngoài tỉnh đã tặng nhiều lẵng hoa và quà chúc mừng tới trụ trì niệm Phật đường Tân Hưng. Thưa quý vị và các bạn, qua suối bằng một tấm đan rộng khoảng 1 mét, buộc trên hai cây xà cừ không tay vịn là cách duy nhất để người dân ấp 7 và ấp 2 xã An Khương vượt qua suối Phú Miên vào trung tâm xã An Khương, huyện Hớn Quản. Suối Phú Miên được bắt nguồn từ ấp Phú Miên, xã Tân Lợi, chạy qua địa bàn ấp 7 và ấp 2 xã An Khương. Cầu dân sinh ấp 7 là cây cầu huyết mạch để người dân đi lại, nối liền với trung tâm xã và trường học. Vào mùa mưa, lượng nước từ trên các lô cao su chảy xuống, lưu lượng nước chảy xiết, có khi dâng cao cách mặt cầu trên 1 mét. Đã có 2 trường hợp bị nước cuốn trôi khi đi qua cầu, nhưng may mắn thoát chết. Đây là nỗi ám ảnh của người dân trong vùng. Ông Đặng Văn Phúc, ngụ tại tổ 3 ấp 7, là người bị dòng nước cuốn trôi, may mắn thoát chết khi đi làm về ngang cây cầu này trong mùa mưa vừa qua, bàng hoàng kể lại. Năm ngoái tôi đi làm thì tối gặp trời mưa to quá, tôi đi đến kia là bị coi như là rớt xuống suối mà nó trôi, coi như tôi cảm tưởng, tôi nghĩ trong đầu tôi là chắc tôi chết rồi lúc đó. Nên là tôi cũng mong đại diện bà con trong ấp 7, nó mong coi như là bên trên các cấp coi như là xây dựng cho ấp 7 chúng tôi một cái cầu coi như là để bà con chúng tôi để các cháu đi học hay được thuận tiện. Ấp 7 gồm các tổ 3, 4, 5 và ấp 2 gồm tổ 5, 6 có trên 100 hộ dân sinh sống. Việc đi lại giao thương đến trường của bà con nhân dân và các em học sinh đều phải vượt qua con suối Phú Miên. Học sinh phải nghỉ học sớm khi trời chuyển mưa hoặc đợi nước rút mới dám về nhà. Bên cạnh đó, việc sinh hoạt của bà con cũng gặp không ít khó khăn khi vận chuyển phân bón, vật liệu xây dựng để làm nhà cửa. Theo phản ánh của người dân, trước đây, người dân tự bắt những cây cầu tràm nối liền hai bờ để phần nào giải quyết việc đi lại, giao thương hàng hóa vào trung tâm xã và trường học. Năm 2011, nhân dân đã cùng nhau đóng góp xi măng, vật liệu xây dựng và ngày công lao động để xây bệ đỡ chân cầu và nối những tấm đan xi măng để làm cầu tạm. Thì thay mặt cho chính quyền địa phương, thì tôi cũng tha thiết yêu cầu coi là các cấp lãnh đạo cấp trên cố gắng làm sao qua năm 2017 có cái dự án để xây dựng cho ấp 7 cây cầu để cho con em và các cháu qua đi học được lưu thông, được thuận lợi và bà con cô bác qua là vận chuyển hàng hóa được thuận lợi theo như cái nguyện vọng tâm tư của người dân. Thì hiện tại cái cầu ấp 7 là được sự chủ trương của bên sở giao thông vận tải là về sẽ hỗ trợ cho bà con xây cái cầu trong năm 2017. Thì hiện tại Ủy ban nhân tỉnh cũng đã thông qua có quyết định thuận chủ trương đầu tư là cả tỉnh là 22 cây cầu cho toàn bộ tỉnh. Thì hiện tại là bên sở đang làm cái phương án chọn nhà thầu cũng như là đấu thầu là chọn cái nhà đầu tư để trong quý 2 này để về xây dựng sớm nhất cho bà con.
Một cây cầu được xây dựng kiên cố là ước muốn từ rất lâu của người dân ấp 7 và ấp 2 xã An Khương. Cây cầu sẽ tạo điều kiện cho người dân đi lại, lao động sản xuất thuận lợi hơn, đồng thời không làm ảnh hưởng đến việc học của các em học sinh, góp phần giảm thiểu khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa của bà con nhân dân ấp 7 và ấp 2, thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển hơn. Quý vị và các bạn xem đài thân mến, chương trình điểm tin nổi bật trong tuần do đài truyền thanh và truyền hình huyện Hớn Quản thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.